Chào các bạn, hôm nay mình hướng dẫn cho các bạn làm một cái nguồn nước. Làm cái nguồn nước lâu đó các bạn, nên mình chia ra từng phần. Giờ trước tiên mình làm cái lá nguồn trước. Mỗi người làm có cái cách khác nhau, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm theo cái cách của mình ha. Trước khi làm lá nguồn á, thì theo các bạn nha, các bạn muốn làm lá nguồn dài hay ngắn gì thì này, tại vì mình làm lá nguồn làm một cái nguồn nước lâu đó các bạn, nên là mình sẽ làm sẵn cho không mất thời gian các bạn. Mỗi người làm khác nhau, bây giờ mình làm lá nguồn này khoảng mình làm mình cỡ 7 phân các bạn. 7 phân à. Bảy phân thì các bạn kiếm một cái khúc tre như vậy nè. Khúc tre cỡ ba lớn đây. Các bạn cắt cỡ 7 phân. Thì theo các bạn muốn cắt dài ngắn thì theo các bạn mình cắt 7 phân là vừa. Các bạn cái khúc một tre vậy, các bạn cắt 7 phân là các bạn như gì? Các bạn chẻ ra 50 50 thành hai miếng gì? Rồi các bạn cái này mình khoan hai lỗ nha các bạn. Các bạn đo cho mình tùy theo các bạn muốn bề ngang bao lớn, thì bề ngang ví dụ giờ 7 phân, mình giờ 7 phân. Mình sẽ bỏ một bên 2 phân. Giờ các bạn gạch. Nếu các bạn muốn khoan các bạn vô gạch các bạn đo xong các bạn gạch đây, đây. Gạch cho nó đều các bạn, để các bạn khoan. Các bạn bạn hai lỗ nè, thấy không? Các bạn khoan cho mình hai lỗ, hai lỗ nè. Mé bên đây nữa. Các bạn nhớ cái hai cái lỗ bên đây các bạn đừng có khoan trổ nha. Bạn khoan trổ thấy nó kỳ lắm. Chỉ khoan hai lỗ ở đây, còn lỗ ở đây mình khoan vô một chút xíu thôi, đừng chọn cái cây vô thôi. Các bạn nhớ canh pha ngay ngay nha. Rồi giờ chúng ta gắn vô. Cây này các bạn, cái cây này thì mình làm chiều dài có một tấc à. Đây nè. Còn nếu các bạn muốn làm cái nguồn lớn thì các bạn dài ra nha. Bạn muốn làm lớn thì ví dụ tấc mấy hai tấc gì đó, nhưng mình ở đây chỉ có một tấc thôi. Chỉ có một tấc các bạn. Còn bằng tre thì các bạn tùy theo các bạn muốn bóng thì các bạn chà nó, còn nếu mà các bạn muốn để tự nhiên thì cũng được. Thế cái ống này nè. Cái ống này thì mình các bạn nhớ là cái ống này chúng ta phải dài hơn cái lá nguồn nha các bạn. Dài hơn lá nguồn rồi nè. Nếu chúng ta ngắn hơn thấy nó kỳ lắm. Với ngắn hơn gì nữa sẽ bị cạ vô cái cây trụ đó. Các bạn cắt cho mình một khúc gì giờ cái này 7 phân. Các bạn có chị hao cái ống này, cái ống này mình cắt một tấc mốt nè. Cái mốt này 7 phân này tấc mốt, các bạn phải cho cái ống này nó dư dư nha.
Rồi các bạn đo, cũng đo nếu ở ngoài này các bạn chừa chừa cái này 3 phân. Các bạn phân lỗ thì ở ngoài này các bạn cũng chừa đúng 3 phân ha. Ví dụ đây làm tắt mốt. Các bạn gạch một đầu 4 phân, bên đây 4 phân. Bạn chừa giữa 3 phân cho nó bằng cái này nè, đừng bạn phân lỗ. Bạn chừa ngay rồi các bạn gạch vòng tròn. Cái này thì mình làm 8 lá. Các bạn gạch hai hai bên xong. Ngay xong rồi các bạn chia ra. Gạch chia nè. Cho thành 8 là 8 8 8 8 lỗ nè. Một bên 8 lỗ rồi đó. Rồi các bạn khoan. Các bạn nhớ khoan cho ngay ngay nha. Bạn khoan lỗ dày lỗ thưa là nó cái lá nguộn nó kỳ lắm. Rồi giờ tới cái cây này. Cái cây này á thì các bạn để ý là bạn phải tính trước là mình phải làm cái nguồn nước đó là nó mấy người ta nha. Các bạn phải canh. Được, mình cắt cái cây nè, nếu các bạn cắt khi mà các bạn gắn vô các bạn ngắn quá thì thôi thua luôn. Các bạn để cho nó vậy, một bên nó dài dài đi, thì nữa có gì mình cắt nó dễ, chứ mà nó thiếu là các bạn sẽ bỏ cái nguồn đó đó. Cái này nè bạn phải giờ bạn theo mình làm theo cách của mình là mình gắn vô trước nha. Mình các bạn bạn cắt cho mình hai hai khúc giống gì nè, hai khúc gì các bạn phan lỗ nha, cái lỗ này hai khúc, đừng các bạn gắn 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 chỗ này nè. Nè, gắn vô hồi hồi gắn chỗ này á cho nó chịu cái cây rồi. Cắt mình hai khúc vậy ha, hai khúc vậy nè, các bạn chọt vô, mình là mình chọt cho trước nha các bạn chọt vô. Rồi giờ các bạn canh, các bạn muốn cho bên nào dài bên nào ngắn thì các bạn canh đi nha, một hồi là các bạn rút ra không có được đó, bạn phải canh trước. Mình thì mình làm tới cái này làm tới nhiều người nên là mình làm cho cái sắt nó hơi dài. Còn nếu các bạn muốn làm một người thì các bạn làm cho cái sắt ngắn thôi. Thì hao chút đi. Các bạn đóng vô. Cái gì này các bạn nhớ là khoan lỗ nhỏ thôi cho nó cứng, các bạn hồi ta chấm keo cho nó cứng. Rồi các bạn nè. Đó chúng ta sẽ xả như vậy. Rồi chúng ta gắn gắn lá nguồn vô. Nếu các bạn nào thấy hay thì hãy cho mình một like nha và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.
Rồi các bạn coi canh, các bạn cứ cho nó ngay ngay ngắn nha, các bạn coi canh cho nó ngay, các bạn ngay thì các bạn chấm keo 5/2 vô. Bạn bẻ cái cây này, cái lá nguồn cho nó ngay, các bạn coi ngay là các bạn chấm keo vô. Rồi, xong. Bạn nhớ là khi mà bạn chấm keo thì xong, khi mà bạn cố định nó ngay ngắn rồi, các bạn chấm keo, nhớ cắm keo hai cái đầu này. Hai cái đầu này cho nhiều nhiều các bạn. Cái đầu này cho nhiều nhiều đi. Cho nó chắc các bạn, hai đầu nè. Rồi cái phần lá nguồn á, đến đây là cũng như là đã xong rồi, các bạn cứ như vậy là các bạn chỉnh sửa ngay là các bạn chấm keo vô là ok ha. Rồi cái phần sau mình sẽ làm tới cái ráp vô, tại vì cái này nó rất là lâu các bạn, mình làm có cái một cái nếu mà nhiều người khoảng 3 4 ngày nữa các bạn, nên mình làm trước với cho nó không mất thời gian các bạn. Rồi hẹn các bạn gặp ở phần 2 nha. Mình sẽ đáp vô cái thăng. Rồi. Xin chào tạm biệt các bạn.